So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa dừa sim đỏ Mã Lai và đồng thời hướng dẫn cho quý bà con chúng ta cách nhận biết cây giống của hai loại dừa này. Quý bà con thân mến, chào mừng quý bà con chúng ta đến với lại trụ sở chính của siêu thị cây giống Willow Farm tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nằm trên trục lộ quốc lộ 57. Và đây là văn phòng của Willow Farm với đội ngũ chuyên viên rất là dày dặn kinh nghiệm và số lượng khá là nhiều để có thể hỗ trợ phục vụ cho quý bà con chúng ta liên tục. Và ở phía dưới kia là đội ngũ đóng hàng vừa thu xếp xong để chuẩn bị ăn cơm trưa cùng với nhau. Ở Willow Farm có một cái văn hóa là ăn cơm trưa sẽ ăn cùng với nhau để lắng nghe chuyện trò tâm sự cùng với nhau. Đây bà con thấy là ở tại Willow Farm, dừa sim đỏ Mã Lai và dừa sim lùn là hai loại dừa giống đang được tiêu thụ rất là mạnh. Và các nhà đầu tư, các cái chủ vườn lớn và những cái bà con nông dân trồng nhiều đều dọn hai cái loại dừa này. Nếu mà vị chủ vườn đó không có thời gian chăm sóc hoặc là chỉ cần những cái loại cây dễ trồng thôi thì sẽ chọn hai cái loại dừa này. Và một tin rất là vui là cả dừa sim lùn và dừa sim đỏ Mã Lai đều đã được xuất khẩu thành công ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ do công ty là TT Vina xuất khẩu đi bà con, và đã đạt được những cái tiếng vang rất là lớn. Và rất là nhiều hợp tác xã được hình thành từ đây để có thể là quản lý, hướng dẫn canh tác và thu mua dừa sim đỏ Mã Lai cũng như dừa sim lùn để mà chế biến tại chỗ và sau đó xuất khẩu đi qua thị trường nước ngoài đó bà con nhé. Và nếu mà nói về màu sắc thì dừa sim lùn sẽ có trái màu xanh, dừa sim đỏ Mã Lai sẽ có cái trái màu đỏ, nhưng mà khi mà chúng ta xuất khẩu thì chúng ta gọt hết ra thì cái gáo bên trong, cái vỏ bên trong nó còn lại cái đó kêu bằng cái gì, cái vỏ ở phía bên trong thì ha, gần cái vỏ đó, gần cái gáo đó thì nó cũng màu trắng hết ha. Và người ta thường ta gọt, một là gọt chừa lại một chút xíu cái cơm, cái đó kêu bằng gì em hả? Cái sơ chưa già nên chưa gọi là sơ. Chung là cái vỏ này nè bà con, chúng ta gọt dừa tươi đó, chúng ta gọt bỏ bớt cái phần mọc, phần vỏ chừa lại một ít, hoặc là chúng ta sẽ gọt sát luôn vô trong cái gáo luôn. Thì dừa sim đỏ Mã Lai và dừa sim lùn thì hai cái loại này nó sẽ khác nhau về cái hương vị của nước. Nếu mà dừa sim lùn sản phẩm đã xuất hiện trước đây rất là lâu rồi thì dừa sim lùn sở hữu một cái hương vị là gì? Uống tới đâu thì sẽ mát tới đó, giống như là người đang nóng giận uống vô là mát liền khi uống nước dừa sim lùn. Còn nước của dừa sim đỏ Mã Lai thì uống tới đâu là ngọt tới đó, uống giống như là chúng ta đang uống nắng tình yêu trong trong người mình vậy. Còn uống cảm thấy rất là đã đời luôn khi mà uống dừa sim đỏ Mã Lai vô trong người nhá. Và nếu mà nói về cái sở thích thì trăm người mười ý mà, chín người mười ý mà, nên là cũng có thị trường thì thích dừa sim đỏ Mã Lai, cũng có thị trường thì thích dừa sim lùn. Tuy nhiên hai loại này đang là hai cái loại dừa rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, sớm cho trái và đồng thời thị trường xuất khẩu rất là rộng rãi. Thế nên bà con chúng ta có thể chủ động trồng hai cái loại này đều rất là ok thưa quý vị. Vậy thì bây giờ Hoàng Anh sẽ tiến hành cái giai đoạn tiếp theo là bắt đầu chị hướng dẫn chia sẻ với bà con chúng ta cái cách nhận biết cây giống của hai loại này. Bây giờ đó là chúng ta dựa trên cái cơ sở là gì? Chúng ta nhận biết cây giống dừa sim đỏ Mã Lai, nhận biết cây giống dừa sim lùn để chúng ta là mua đúng giống nha bà con nha. Hoàng Anh sẽ dê ra ngoài đây một chút xíu để chúng ta đây. Ở tại Willow Farm bà con mua cây dừa thì sẽ là dừa trần chứ không bao giờ vô bầu, tại vì Hoàng Anh muốn bà con chúng ta cùng nhau quan sát cái trái dừa sim đỏ Mã Lai á. Khi mà con chúng ta thấy nè, nó có hai dòng, một dòng là đích chu, một dòng là đích bầu. Dòng đích bầu á, là cái lượng nước của nó sẽ nhỉnh hơn, nhiều hơn chút xíu so với dòng đích chu. Nhưng nếu đi xuất khẩu thì dòng đích chu á, nó lại là thuận lợi hơn, tại vì á, là khi cái gọt cái vỏ thì nó không có bị nó dễ gọt hơn so với là dùng cái dừa cái thằng đích bầu, ok không ạ? Và cái tiếp theo nữa là cái thằng dừa sim đỏ Mã Lai đó, là bà con thấy là cái lượng nước của nó nhiều hơn nên á, là cái gáo nó sẽ bị mỏng, đúng không ạ? Nên khi chúng ta muốn xuất khẩu thì chúng ta nên sử dụng cái dừa đích chu là gọt là an toàn nhất. Rồi cách nhận biết nào bà con chúng ta sẽ thấy là trên cái bề mặt da của trái dừa, khi hai cái trái này đưa gần nhau là bà con chúng ta khó phân biệt lắm. Nhưng bà con chúng ta có thể để ý là cái trái dừa sim đỏ Mã Lai cái vỏ nó thẳng tưng, còn cái dừa sim lùn thì cái vỏ nó hơi xíp xíp nhăn nhăn lại chút xíu, là về bề mặt vỏ. Cái tiếp theo nữa là nói về cái phần bẹ, cái màu sắc của bẹ. Thì dĩ nhiên dừa sim đỏ Mã Lai cái trái nó màu đỏ thì chắc chắn là cái bẹ của nó sẽ được quy định bởi cái nhiễm sắc thể, bởi là màu đỏ. Và tương tự cho dừa sim lùn thì nó sẽ có là màu xanh, được không ạ? Nhưng mà con coi về lá thì lá nhiều khê lắm nha. Này khó hơn chà là luôn đó. Lá của hai loại này thì
gần như là giống nhau. Gần như là giống nhau thưa quý vị. Vậy thì cái điểm mấu chốt ở đây khi chúng ta mua dừa sim đỏ Mã Lai đúng giống và dừa sim lùng đúng giống là chúng ta coi vào màu sắc của cái bẹ. Được chưa? Nếu mà dừa dứa thì chúng ta sẽ ngắt cái phần rễ để chúng ta đưa lên chúng ta hửi, là chúng ta cảm thấy cái mùi nó hơi bay thoang thoảng mùi dứa, thì đó chính là dừa dứa. Còn đối với dừa sim đỏ Mã Lai thì bà con chúng ta nhìn ngoại quan là chúng ta sẽ thấy cái phần bẹ nè, màu sắc của bẹ này nó sẽ hơi màu đỏ đỏ, nó khác nhau như thế. Còn dừa sim xanh, dừa sim lùng thì nó sẽ có cái bẹ màu màu xanh. Đấy. Vậy thì bây giờ bà con thấy là phân tích tới đây là bà con chúng ta bắt đầu thấy khó trong cái việc tìm mua cây dừa đúng giống rồi. Chẳng hạn như cái dừa màu cái bẹ màu xanh nó sẽ có là dừa ta lùng nó cũng có màu xanh, rồi dừa sim xanh lùng cũng có màu xanh, dừa dứa cũng có màu xanh, dừa sim lục cũng có màu xanh, mà con thấy ghê chưa. Còn cái dừa mà có cái bẹ màu đỏ là nó có dừa sim đỏ Mã Lai, dừa sim dâu, dừa lửa hay gọi là dừa ta lùng mà dừa màu trái màu đỏ đó bà con. Rất là nhiều các cái loại mà có cái bẹ như thế, có bẹ màu như vậy. Nên khi bà con chúng ta trồng, bà con chúng ta vui lòng chọn những nơi cung cấp dừa uy tín để chúng ta chọn mặt gửi vàng, như vậy thì bà con chúng ta sẽ an tâm hơn khi trồng dừa nhé bà con nhé. Và cái màu sắc của cái trái dừa, cái chất lượng của trái dừa, chất lượng của nước dừa nó cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái cách bà con chúng ta chăm sóc, gọi là canh tác, và cái thổ nhưỡng ở cái khu vực của bà con chúng ta nữa. Nên bà con chúng ta nếu muốn trồng dừa, mặc dù đây là một cái loại dễ, nhưng bà con chúng ta cũng cần phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta trồng. Và dừa thì nó có những cái gọi là tác nhân gây hại, giống như là đun dừa, rồi giống như là nấm khuẩn, nấm hồng, nấm đồng tiền đồ đó bà con, nó làm thối đọt, làm thối bẹ. Thì bà con chúng ta chỉ cần tìm hiểu những cái này là được. Còn về cách dinh dưỡng thì lại càng dễ hơn so với những loại khác, ít phân xịt hơn so với những loại khác, nên bà con chúng ta mạnh dạn đầu tư hai cái loại này nha. Vậy thì bây giờ dừa sim đỏ Mã Lai và dừa sim lùng đều là những loại cây có cái giá trị kinh tế bền vững, dễ trồng, dễ thích nghi với rất 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 nhiều điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau, nên bà con chúng ta mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên cần phải tìm ra loại dừa đúng giống. Nếu mua dừa sim đỏ Mã Lai phải ra dừa sim đỏ Mã Lai, còn nếu mua dừa sim lùng thì phải ra dừa sim lùng, để chúng ta không bị tức trong người, không bị ức và cũng không bị gọi là hàng xóm nó ra nó vào nha bà con nhé. Nếu bà con cần thì có thể liên hệ với Willow Farm qua số điện thoại hotline hiện trên màn hình để Hoàng Anh cùng với đội ngũ chuyên viên của mình có thể hỗ trợ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn. Kính chúc quý bà con chúng ta nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.